Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình lại tiếp tục đi lang thang để quay cảnh ngoài trời mùa hè cho mọi người xem nha. Mọi người thấy mùa hè bây giờ nó ra hoa rất là nhiều à, thấy không? Đó. Hoa này giống như hoa dâm bụt của mình á. Nhìn thấy đẹp không? Mọi người thấy đẹp không? Wow. Nó màu tím này, thấy không? Wow, thấy cái bông đẹp không? Đó, nó giống như màu tím đấy, thấy không? Đó. Wow. Đó, mọi người thấy bên kia đường đó không? Nó ra hoa rất là nhiều mùa hè á. Trời nóng á. Mấy tháng trước, một tháng trước là nhiệt độ lên tới 36 độ C. Mọi người. Cái tháng vừa rồi là nhiệt độ lên tới 36 độ C, mọi người thấy không? Kinh khủng luôn, lần đầu tiên mình thấy ở bên Tây này. Lần đầu tiên thấy ấy. Nó nóng kinh khủng luôn, 36 độ. Thở không nổi luôn. Tháng này là tháng 7 rồi, gần cuối tháng 7 rồi cho nên kìa có mấy bông hoa đẹp không? Cho nên nhiệt độ nó cũng tương đối nó bớt lại. Hôm nay thì nó khoảng là 36 độ C này. Đó, 36, ngày mai là 31. Hôm nay là khoảng 30 chứ. Ngày mai 31 tới 32 độ trở lại thôi, nó không thể lên hơn được nữa. Cỡ đó là chịu hết nổi rồi. Thường thường là nếu mà thời tiết nó nóng quá, khoảng cỡ trên 35 độ C là mình thấy xe cứu thương á. Xe cứu thương nó cứ chạy nó kêu hoài à. Tại vì những người già là người ta chịu không được, người ta sẽ bị khó thở. Rồi xe cứu thương nó phải làm việc nhiều. Mà mấy bữa nay mình thấy hết rồi. Tại vì nhiệt độ nó cũng giảm bớt rồi. Ở đây có cái đèn đỏ này nó bị rớt xuống này. Đèn đỏ cột đèn nó bị rớt xuống. Mình phải đi sang bên kia đường. Mọi người thấy đây đường đó, hai bên là cây cối không nhau, rất là mát nhá. Đó, ở đây là đường dành cho người đi bộ này và đi xe đạp này, đó, đi xe đạp. Đó. Wow, ở trên đường mình thấy cái mâm bánh xe hơi này nó rớt rồi. Đó. Nó rớt, người ta để lên trên đó. Gặp ở Việt Nam mình là nó lượm về nó bán ra chai. Bán phế liệu chứ. Wow, ở đây có nguyên một bụi hoa trúc đào này, mọi người thấy không, đẹp không? Đó, màu đỏ này, màu hồng này, màu trắng này, thấy không? Wow, nguyên một đám bụi hoa trúc đào luôn, thấy không, đẹp không? Wow, mùa hè nó ra rất là nhiều hoa trúc đào, mọi người thấy không? Hai hàng bên hàng rào nó ra quá trời luôn, thấy không? Wow. Hoa này giống như hoa gì biết không? Hoa lài của mình, thấy không? Mọi người thấy đằng sau của mình là gì không? Đó là sở cảnh sát đó. Sở cảnh sát. Nó ghi là Grand Duc Paris ấy, là sở cảnh sát cao cấp ấy. Những cái vụ án, những cái gì mà cao cấp thì nó xử lý. Grand Duc Paris cao cấp hơn là police quốc gia, cảnh sát địa phương. Đó, thường thường nó ghi là nó có là cảnh sát địa phương và Grand Duc Paris. Mà thấy ở bên đường nó hay để mấy cái thùng rác này đó, với lại mấy cái bao này là để cho người ta đi, người ta hót phân chó rồi, thấy không? Đó, còn chó nó ỉa ra mình hót vô. Bên đường người ta hay để mấy cái đó lắm, tại bên này người ta nuôi chó nhiều quá, người ta thích chó mà.
Wow, đây rồi, này quá trời nè. Hoa trúc đào này mọi người thấy không? Quá trời luôn đấy không? Wow. Cái này cũng vậy nè. Hoa trúc đào đẹp không? Wow. Rất là nhiều. Ở bên kia không biết là cái gì mà chắc cơ quan của nhà nước mà. Tí treo cờ. Wow, hoa trúc đào màu vàng này. Mọi người thấy đẹp không? Cái này màu trắng nó chuyển sang màu vàng quá. Wow, bên hai cái đường này không biết hoa này hoa gì này. Mọi người thấy không? Nó ra mấy cái bông hoa mà mình không có biết được là hoa tên nó là hoa gì. Đây mấy con cây bông hoa tím đẹp không? À, ra mấy cái bông hoa bông rất là đẹp phải không? Wow. À, mọi người thấy mùa hè không? Ve sầu kêu úm sùm nữa không? Ve sầu kêu hoài nữa. Mà thấy con đường này đẹp không? Hai bên là hai hàng thông. Nhà cửa bên đây người ta lập mái ngói đỏ không? Không. Hầu như người ta sơn một màu. Màu đất. Màu đất hay là màu... màu... cà phê sữa. Hoa trúc đào quá, hoa trúc đào nhiều lắm. Ở bên kia có cái trúc kìa, mọi người thấy không? Đó. Cái trúc hay cái tre kìa, quá trời luôn. Wow, đây có cây bông đẹp không? Cây bông màu đỏ này. Không biết là bông là tên gì, đẹp không? Bông quá trời đẹp luôn nhá. Wow. Oh, mọi người thấy không? Hoa này. Quá trời hoa luôn thấy không? Wow. Hai bên này là hai hàng thông này thấy không? Wow, mọi người thấy không? Hai bên đường là toàn hoa trúc đào không đâu. Cây lớn thật lớn. Wow. Cái xóm này là toàn là hoa trúc đào không. Đó. Xóm này toàn hoa trúc đào.